năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cây cảnh, cây giống nhập ngoại, thì nhà vườn Khánh Võ tại địa chỉ số 15 đường Sông Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đang là nhà vườn có quy mô được xếp vào hàng bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Hàng trăm loại cây cảnh, cây giống nhập ngoại như là cây nho thân gỗ, cây cherry thì mỗi ngày nhà vườn Khánh Võ cung cấp cho hàng trăm khách hàng và nhà vườn không chỉ là ở khu vực miền Nam mà còn trên cả nước. Khi nhắc đến nhà vườn Khánh Võ thì những người đam mê cây cảnh và bà con nông dân rất là an tâm và tin tưởng không chỉ bởi chất lượng của cây mà còn ở sự uy tín của nhà vườn. Ngoài ra nhà vườn còn giao hàng tận nơi trên toàn quốc, bà con sẽ nhận hàng trước rồi mới thanh toán sau. Nhà vườn sẽ còn gửi kèm tài liệu hướng dẫn gieo trồng và chăm sóc để đảm bảo cho bà con nông dân khi mà trồng cây thì cây sẽ sinh trưởng và phát triển một cách tốt nhất. Với hàng trăm loại cây cảnh và giống cây nhập ngoại tại nhà vườn Khánh Võ trên tổng diện tích khoảng 5.000 m², bà con có thể dễ dàng chọn lựa cũng như nhận được sự tư vấn tận tình của hơn 10 kỹ sư nông nghiệp, chuyên viên tư vấn bán hàng, trong đó có nhiều người có chuyên môn và kinh nghiệm trong ngành trồng trọt.